chào các bạn, mình là Lương Trung Anh. Không biết là mọi người đã xem MV mới của Chibu chưa nhỉ? À, đang ở trên top 1 trending đấy. Và hôm nay thì mình tới đây để cắt kiểu tóc của nam diễn viên chính trong MV của Chibu. Như mọi người biết đấy thì là kiểu tóc của nam diễn viên chính trong MV thì qua bao nhiêu năm nay rồi thì nó vẫn không thể lấy mốt. Thì mình đã có hẹn với anh Huân ở bên trong để cho anh ấy tư vấn cho mình xem sẽ cắt như thế nào. Thì mọi người cùng theo mình nhé. Chạm đôi môi lên tim em đi, mình là của nhau anh ơi lo chi. Này chạm môi hôn lên môi em đi anh ơi. Anh. Em. Hôm nay là em đến đây là muốn anh tư vấn cho em cắt kiểu tóc mà hôm nọ em có gửi cho anh qua tin nhắn rồi đấy. Cái MV mới của Chibu đúng không? Vâng. Thế em muốn cắt cái kiểu tóc của cái anh nhân vật chính trong đấy đúng không? Vâng, em muốn cắt kiểu của nam chính ở trong MV đó. Cái anh là diễn viên Hàn Quốc mà nhìn đẹp trai vãi ra. Cái kiểu tóc anh ấy đang để là kiểu tóc layer. Cái form của em hiện tại thì nó cũng gần giống thế rồi, nhưng mà đầu tóc nó đang hơi bị dài ở cái phần mai, cái phần gáy nữa, cái mai cũng hơi bị dài chút. Em muốn cắt kiểu đấy gì? Vâng. Cái khuôn mặt của em nó rất là cân đối, khuôn mặt dài những kiểu Hàn Quốc, em để cái kiểu tóc đấy rất là hợp. Thực ra cái kiểu tóc đấy nó rất là an toàn, nó phù hợp với rất là nhiều người, ví dụ học sinh hay sinh viên là để kiểu đấy là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hợp, nhìn nó rất là tự nhiên, không cần phải hút sáp quá nhiều, nhìn nó không bị cứng cáp, không bị gọi là quá là xăng chảnh quá. Đấy thì ok, anh tí nữa anh sẽ tư vấn sâu và kỹ hơn cho em. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi gội đầu xả tóc vào trước, mình sẽ bắt đầu cắt tóc nhé. Rồi. Đây, hôm nay bạn ấy muốn cắt cái kiểu của diễn viên Hàn Quốc trong MV của Chibu. Cắt gì? Đấy, cái kiểu này tóc đủ độ dài rồi. Đấy thì cái kiểu này không phải kiểu layer mon, bình thường mình hay cắt kiểu layer mon đúng không? Đúng rồi. Hai bên mai nó sẽ được để tự nhiên hơn. Cái kiểu tóc này nó thiên về kiểu tự nhiên. Thì bạn này cũng đang là học sinh đúng không? À đâu, đang sinh viên đúng không? Đấy, bạn ấy đang đi học và bạn ấy cần một kiểu tóc mà nhìn nó tự nhiên, nhìn nó hiền và nó Hàn Quốc, nó đẹp trai phải không? Đấy, thì mình sẽ bấm tỉa tóc qua cho bạn này một chút. Em cắt cho anh hiền như trong ngày luôn. Y hệt luôn đúng không? Rồi, ok. Rồi, em bắt đầu nhé. Rồi thì bọn tôi đã tạo xong kiểu tóc cho Lương Trung Anh. Và đây là kiểu tóc layer, gọi là classic layer. Nó không phải là một kiểu layer moi như anh em thường hay cắt. Và cái kiểu tóc này khiến cho Lương Trung Anh có một cái khuôn mặt nhìn trông rất là tự nhiên, trông rất là Hàn Quốc và trông cũng phải trẻ ra được mấy tuổi ấy. Em thấy nó thế nào? Theo em thấy thì em thấy kiểu tóc này hợp với lại khuôn mặt của em và làm cho em trẻ hơn và trông đúng theo phong cách Hàn Quốc.
Đấy, nó rất là hợp với những bạn đang là học sinh hay là sinh viên giống như Lương Trung Anh vậy. Và đối với anh em, nếu như ai cũng muốn cắt kiểu tóc này thì tôi cũng dành tặng cho những người lần đầu tiên đến với 30 Size, đó là code giảm giá 20% phí dịch vụ. Anh em vào trang đặt lịch 30size.com và điền code 30size TV tại đó. Anh em sẽ chỉ mất có 80.000 cho lần cắt tóc đầu tiên của mình thôi. Còn bây giờ cũng là lúc kết thúc và xin chào hẹn gặp lại. Chúc anh em cũng có một kiểu tóc đẹp như Lương Trung Anh.